Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn quảng cáo hàng thật giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để lừa bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho khách hàng. Chị Vũ Hồng Phương, trú tại thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, đã đặt mua tại shop thời trang Kim Chi. Sản phẩm là một váy dành cho người trung niên với họa tiết caro hai màu đỏ đen giá 300.000 đồng. Sản phẩm chị Phương nhận được là một váy vàng dành cho lứa tuổi thiếu niên như thế này. Có một cái sản phẩm là đầm xòe rất là đẹp, kẻ caro đỏ đen và mình cho rằng đó là phù hợp với lứa tuổi của mình. Giá của cái sản phẩm đấy là 350.000, thì là mình đồng ý đặt mua. Khi mà họ chuyển về cho mình, không phải sản phẩm đó mà là một cái váy vàng chuyện như này. Mới đây, chị Nhữ Thị Thanh Huyền, chung cư PH, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cũng đặt mua một áo phao nhẹ, dáng kiểu măng tô tại xưởng thời trang Trâm Anh, nhưng lại nhận được sản phẩm áo phao ngắn. Khi họ giao hàng cho mình thì họ lại giao cho mình một chiếc áo phao dáng ngắn, mà màu sắc thì không được như thế. Và mình yêu cầu đổi thì nhân viên giao hàng họ bảo rằng là họ chỉ biết giao hàng thôi. Không chỉ chị Phương và chị Huyền, nhiều người tại Hưng Yên đã từng đặt mua sản phẩm qua mạng. Hàng đặt và sản phẩm nhận được lại không đúng theo thỏa thuận. Chị Vũ Thị Hà Quyên, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên chia sẻ, sau khi đặt mua váy trị giá trên 500.000 đồng và một sản phẩm máy xay tỏi ớt, thì không đúng chủng loại và không trả lại được hàng, chị đành bỏ phí. Từ đó, chị rút ra kinh nghiệm là mua hàng phải đặt thỏa thuận cùng hậu kiểm, người giao hàng và người mua hàng cùng kiểm tra hàng. Hàng không đúng chủng loại đã đặt thì người mua có quyền không nhận và không phải thanh toán tiền. Mình phải xem cái đơn vị đấy, cái cơ sở đấy là người ta đã kinh doanh được lâu chưa, có uy tín không, giấy phép kinh doanh hoặc hóa đơn rồi chính sách bảo hành của họ có chính hãng không, và phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Qua tìm hiểu thì những người mua hàng qua mạng có thể coi là bị lừa như đã nêu ở trên tại thành phố Hưng Yên, còn rất nhiều với những bức xúc như không nhận được đúng mặt hàng đã đặt như quảng cáo, hàng gửi về có thể là hàng thải loại, hàng hết niên hạn sử dụng. Được biết hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Hưng Yên như quản lý thị trường, công an tỉnh hiện chưa xử phạt và công bố danh tính tập thể, cá nhân lừa đảo bán hàng trên nền tảng mạng Internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng.